xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 23: Nano vàng chữa được ung thư. Nano vàng sử dụng trong nghiên cứu y học là một hạt vàng có kích thước siêu nhỏ ở mức dưới 250 nanomet, tương đương với 1/400 đường kính của sợi tóc. Muốn đưa được nano vàng vào cơ thể, người ta có thể sử dụng nhiều con đường khác nhau như uống, tiêm, truyền tĩnh mạch hoặc tiêm trực tiếp vào khối u. Tuy nhiên, khả năng nano vàng được hấp thụ qua thành ruột vào máu là rất thấp. Vàng nguyên chất lại có tính trơ, rất khó bị đào thải ra khỏi cơ thể, nên người uống nano vàng với một khối lượng lớn trong thời gian ngắn rất có thể mắc các bệnh liên quan đến đường ruột, tắc ruột hoặc ngộ độc. Hơn nữa, khi uống nano vàng, chúng có thể bị giữ lại khi qua gan, tích tụ và gây ngộ độc gan. Phương pháp hữu hiệu nhất để đưa được hạt nano vàng tiếp cận với các tế bào ung thư là tiêm trực tiếp vào vùng ung thư. Tuy nhiên, điều này rất khó để thực hiện trên người do các khối u thường nằm sâu trong cơ thể hoặc ở những vị trí nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số nhà khoa học còn cảnh báo nano vàng có thể gây ra đông máu hoặc tan máu khi tiêm trực tiếp vào cơ thể người do sự tương tác giữa chất phủ lên bề mặt nano vàng và các protein trong máu. Vậy trên lý thuyết, nano vàng có thể được sử dụng trong điều trị ung thư hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Ung thư bản chất là một khối mô phát triển bất thường, chúng phát triển và phân chia không ngừng. Chúng xây dựng một hệ thống mạch máu bao quanh khối mô để hấp thụ chất dinh dưỡng. Trong khối u, ở thành mao mạch, các tế bào mạch máu không liên kết chặt chẽ với nhau như các mô bình thường, mà tạo ra những lỗ có kích thước từ 100 nanomet đến 800 nanomet. Đồng thời, đường kính của mạch máu cũng phát triển không đồng đều và có nhiều nếp gấp, do đó vận tốc và lưu lượng máu xung quanh các mô ung thư cũng trở nên bất thường. Đây chính là điều kiện giúp cho các hạt nano vàng khuếch tán và lưu trú vào khối ung thư. Trong y học, nano vàng có thể được áp dụng trong quá trình chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh, chẩn đoán bệnh ở mức độ phân tử và kết hợp điều trị bệnh. Riêng trong điều trị bệnh ung thư, hạt nano vàng đang được nghiên cứu và phát triển nhằm sử dụng trong quá trình quang nhiệt trị, quang hóa trị, kết hợp với xạ trị hoặc kết hợp đưa thuốc trong điều trị nhắm trúng đích. Tuy nhiên, cần lưu ý là mọi khả năng chữa trị bệnh ung thư của nano vàng đều còn đang là lý thuyết ở mức nghiên cứu ban đầu và hoàn toàn chưa được kiểm nghiệm hiệu quả trên người. Một số ứng dụng đang hướng tới của nano vàng trong điều trị ung thư. Quang nhiệt trị. Các hạt nano vàng sau khi được đưa vào khối u có thể tiêm trực tiếp hay điều trị nhắm trúng đích sẽ được kích thích bằng ánh sáng và tạo nhiệt trong khoảng 41 đến 47 độ C, từ đó tiêu diệt các tế bào ung thư. Quang hóa trị. Cơ chế tiêu diệt tế bào ung thư là các hạt nano vàng khi bị kích thích bởi các tia laser sẽ sinh ra oxy nguyên tử. Các nguyên tử oxy này sẽ oxy hóa các protein nội bào và thành tế bào, từ đó tiêu diệt tế bào ung thư. Kết hợp với xạ trị. Xạ trị là phương pháp sử dụng tia X hay tia gamma, tia electron, proton với năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, tia xạ ngoài việc tiêu diệt tế bào ung thư, nó còn tiêu diệt luôn cả các mô khỏe mạnh xung quanh. Nano vàng là một chất nhảy với tia phóng xạ, nên khi kết hợp với tia xạ, các hạt nano vàng sẽ hấp thu và tán xạ tia X, thay đổi góc ánh sáng ra xung quanh nó, giúp tiêu diệt tế bào ung thư chính xác và hiệu quả hơn. Kết hợp khả năng mang thuốc và điều trị nhắm trúng đích. Các tế bào ung thư rất bất thường, chúng tạo ra vô số thụ thể trên bề mặt tế bào nhằm hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng hay những tế bào kích thích sinh trưởng. Nhờ vào điều này, các nano vàng vừa mang thuốc vừa được gắn kết với các cấu trúc đặc biệt, có tương tác với các thụ thể của tế bào ung thư, từ đó đưa thuốc vào chính xác để tiêu diệt các tế bào này. Nhìn chung, tiềm năng ứng dụng của nano vàng trong chẩn đoán và điều trị ung thư là có thể, tuy nhiên vẫn còn ở mức độ nghiên cứu. Chính vì vậy, việc uống nano vàng để điều trị ung thư là việc làm hết sức nguy hiểm và vô căn cứ. Các bệnh nhân không nên sử dụng để tránh tiền mất tật mang. Sự thật, nano vàng là phương pháp tiềm năng trong chẩn đoán và điều trị ung thư, tuy nhiên không phải dạng uống và hiện chỉ ở mức đang nghiên cứu. Tiến sĩ Vũ Quang Hiếu. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật.
kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.